Nhà xem với chị còn chồng nhau hết cái nọ này cái kia đấy còn về. Xem giống nhau quá, nó bảo là cô với chú không mở cho nó, chỉ mở của cô với của chú thôi. Xem phải đòi theo xem theo ý của mình cơ. Anh Thúy Anh đi nhận lớp chưa bà?